Hello, Gia Đức Phú xin kính chào tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đức Vũ, Cuộc sống Mỹ tại Điện Biên. Và đây là cái kênh mà Đức Vũ luôn chia sẻ những điều thực tế, thiết thực cuộc sống ở Mỹ các bạn. Hôm nay là thứ sáu, Happy Friday tất cả quý vị và các bạn. Cầu chúc cho quý vị các bạn cùng với gia đình của mình thứ sáu cuối tuần luôn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vì hôm nay vẫn phải đi làm đúng không các bạn? Hôm nay là thứ sáu đi làm cuối tuần. Mai là mình sẽ được nghỉ bạn ha. Nhưng mà hồi nãy thấy sếp lớn mới bảo là ngày mai có thể phải đi làm bởi vì có thêm cái máy bay nữa các bạn ha. Thì thôi, chuyện công việc nó là khác nhau. Nhưng mà hôm nay mình đúng ra cái này là mình cập nhật cho các bạn ngày hôm qua, hôm kia rồi. Nhưng mà mình bận quá cho nên là không có cập nhật cho các bạn được. Thì tiếp tục hôm nay sẽ cập nhật cho các bạn về tình hình nhà, thị trường, nhà cửa. Và một cái news mới nó rất là quan trọng các bạn, rất là quan trọng và nó hy vọng nó giúp ích cho quý vị các bạn bây giờ khi mà kinh tế Mỹ cuối năm nào nó ổn định trở lại các bạn ạ. GDP của Mỹ là 2.9% tăng thì trong quý tư thì đây là một cái tin tốt lành rồi. Các bạn thấy chứng khoán ha, chứng khoán nó bắt đầu nó xanh lên. Ví dụ như mình coi Amazon hôm trước mới có 83, nó lên 90, 99, 98 rồi các bạn ha. Thì mình đang ví dụ Amazon thôi, chứ còn nhiều cái khác, SP500 rồi tất cả mọi thứ. Thì đó là một cái điều mà tín hiệu rất là tốt, rất là tốt lành cho tất cả chúng ta. Và hiện tại thì sao bạn? Doanh số mà gọi là bán nhà đang chờ xử lý, có nghĩa là pending, nó lần đầu tiên nó tăng sau 14 tháng các bạn. Lần đầu tiên tăng sau 14 tháng. Thì bây giờ mình coi xem là những cái chỉ số đó như thế nào và Đức Vũ sẽ cập nhật cho quý vị các bạn. Đầu tiên là doanh số bán hàng đang chờ xử lý đã tăng 3% trong tháng 12 so với tháng trước, mức tăng hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021. Đây là một cái tin tốt đúng không các bạn? Đây là một cái tin tốt. Nhưng người bán vẫn đứng ngoài cuộc chơi, đứng ngoài cuộc chơi với danh sách mới, thấy rằng là cái mức mà nhà mới nó giảm so với cái thời mà đại dịch luôn. Doanh số bán nhà đang chờ điều chỉnh theo mùa thì tăng khoảng chừng 2,9% trên toàn quốc vào tháng 12, mức tăng hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021. Đúng không bạn? Ngon ha. Có nghĩa là nhiều người bắt đầu mua rồi các bạn, nhiều người bắt đầu mua trở lại rồi. Doanh số bán nhà đang chờ xử lý tiếp tục giảm so với năm trước, nhưng mức giảm này đã giảm lần đầu tiên sau 10 tháng, xuống cái mức kỷ lục là 30,9, giảm xuống 35,5 trong tháng 11 các bạn. Doanh số bán nhà mà gọi là pending ha, nó đã giảm 33% so với một năm trước đó. Nhưng mà nói điều này giảm nó cũng ít các bạn, không có nhiều ha. Tuy nhiên hiện có ít nhà bán, có nghĩa là inventory rất là ít nhà bán so với một năm trước, vào thời kỳ mà gọi là năm trước là năm mà mua điên cuồng. Rồi các cái chuyên gia, một cái ông tên là gì, Jen Chao của Redfin thì cho rằng như thế này quý vị các bạn: sự gia tăng nhỏ trong cái doanh số bán nhà đang chờ xử lý cho thấy là người mua đã quay trở lại thị trường vào cuối năm 2022 sau khi nhu cầu giảm mạnh vào cái mùa thu. Điều chủ yếu là do lạm phát chậm lại đã khiến lãi suất thế chấp giảm xuống 6% từ mức cao nhất là 7%, giúp người mua nhẹ nhõm hơn, và các khoản thanh toán của người mua thông thường đã giảm gần $200. Thì cái này những cái mà phân tích hàng tuần thì Đức Vũ đã chia sẻ với quý vị các bạn ha. Cùng với việc nói chung là đồng đô la giảm trong các cái khoản thanh toán hàng tháng, lãi suất giảm thay vì tăng đang giúp một số người mà bên mua quay trở lại để truy tìm, hoặc gọi là gì ta, nó dùng từ săn lùng nhà các bạn. Thì ở đây có một số các cái ví dụ như là ở Los Angeles thì đã chứng kiến một cái cuộc đấu thầu hơi nhỏ, có nghĩa là Biden các bạn ha, có nghĩa là Biden ở chỗ là đi mua nhà, bây giờ nó bắt đầu nó có một cái sự mà cạnh tranh nhỏ, có như là nhiều người mua để mua những cái ngôi nhà sẵn sàng dọn vào với có giá mà hợp lý ở khu dân cư mà gọi là đáng ước mơ. Thì cái này mình nói hoài đúng không các bạn? Nơi nào mà location hot, location nó nhiều thì cái tỷ lệ cạnh tranh mua nhà ở đó nó cao, và đặc biệt là giá ở đó nó không có giảm nhiều các bạn ha.
Rồi và mọi người thấy rằng bây giờ là cái danh sách mua cái danh sách nhà mới nó bỏ lên cũng rất là ít các bạn, vì người bán không có muốn, mà người, người người bán nhà người ta không có muốn bán. Rồi, danh sách mới giảm 28,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 12, mức cao nhất tại khi bắt đầu đại dịch, với cái nhiều mà chủ nhà muốn giữ lại bởi vì họ có một cái vay một cái lãi suất thế chấp rất là tốt và họ không muốn bán ra thị trường bởi vì thị trường bây giờ vẫn còn chậm. Ngôi nhà định hình đã bán mà ra trên thị trường thì các bạn thấy rằng bây giờ là khoảng trung bình là 44 ngày, lúc trước mình đã thấy rồi, nó tăng gấp đôi so với cái thời mà bán hot. Và cái con số này là trung bình, quý vị các bạn ha, có nhiều khi bỏ lên 6, 7, 80 ngày thì cái đó mình đã cập nhật cho quý vị các bạn rồi. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ đầu tháng cho thấy rằng một số chủ nhà đang nhận thấy là sự gia tăng với việc mà người mua quan tâm nhiều hơn, và họ có thể họ sẽ đăng bán nếu mà giá nó nhích lên thì họ sẽ có thể họ đăng bán. Rồi bây giờ thì mình sẽ cập nhật một số các cái chỉ số và một số cái chỉ số để cho quý vị các bạn nắm. Ví dụ như giá bán trung bình tháng 12 năm 2022 là 388.100 đô, nó giảm khoảng chừng 1,4% theo hàng năm và thay đổi hàng năm là 1,2%. Doanh số bán hàng đang chờ xử lý là rồi bán hàng điều chỉnh, rồi số tháng cung cấp là 2.3. Ồ, cái này không quan trọng. Số ngày trung bình trên thị trường là 44 ngày các bạn ha. Hồi trước nó có khoảng 19 ngày thôi, bây giờ nó tăng rất là cao. Rồi số nhà rao bán thì khoảng 14%, rồi tỷ lệ nhà bán trên niêm yết là 23%, tỷ lệ nhà bán trên giá niêm yết trung bình là 98,4%, nó giảm, cái gì cũng giảm mà giảm. Rồi để coi lãi suất thế chấp cũng giảm nè ha, khoảng là lúc trước là tháng 12 là 6.36, bây giờ nó khoảng 6.1 các bạn ha. Đó thì đó là một số cái điểm chính thôi, một số điểm chính tại vì mình cập nhật nhanh cho quý vị các bạn ha. Rồi bây giờ xem là các cái điểm nổi bật trong tháng 12, trong tháng 12 năm 2022. Đây là cái dữ liệu trong tháng 12 các bạn ha, không phải dữ liệu tháng 1. Đầu tháng 1 nó sẽ thay đổi nhiều nữa và mình sẽ cập nhật cho quý vị các bạn tháng 1 sau. Đây là dữ liệu mà lấy từ khoảng 90 các cái khu vực đô thị của Hoa Kỳ, và nó mỗi cái khu vực này nó có ít nhất khoảng 750 ngàn người các bạn ha. Thì nói chung là những cái này là những cái mà họ lấy dữ kiện nó có một cái độ tin cậy cao cao chứ không phải là 100%, cho nên là mình lấy mình thông tin cho quý vị các bạn. Doanh số bán nhà tại San Jose thì doanh số bán nhà đang chờ xử lý đã tăng 21% so với tháng trước trên cơ sở điều chỉnh theo mùa. Tiếp theo là Anaheim là tăng khoảng 15,8%, Richmond ở Virginia là 15,5%, Albany ở New York là 13,1%, Chicago là 11,6%. Rồi tiếp theo là dân số chờ bán, có nghĩa là cái kia là pending, còn cái này đang chờ bán, nó cũng tăng bạn. Ví dụ như ở San Francisco là 2,4%, những cái người mà giảm nhiều nhất là ở Bose, những cái chỗ mà giảm nhiều nhất các bạn ha. Dân số thì cái chỗ nào tăng rồi nào giảm, chỗ mà giảm nhiều nhất là những cái chỗ mà S hot hồi lúc trước mình nói đó, Bose nè là giảm 77,5% nè, rồi LA là ở Baton Rouge ở LA là giảm 65%, ở New Auckland là giảm 52% các bạn. Giá bán rồi bây giờ tới giá là giá bán trung bình giảm so với một năm trước ở 26 thành phố lớn, ví dụ như là San Francisco là giảm 11,4%, tiếp đến là San Jose là 7.6%, Memphis ở Tennessee là sao giảm là 6.5%, Honolulu là giảm 5,6%, Detroit là giảm 5,5%. Rồi có những cái nơi đó là giảm nhưng mà có giá, ở những cái nơi nó tăng các bạn ha. Thì đâu là tăng? Ví dụ như là ở Greensboro ở North Carolina là tăng 15,2%, El Paso, Texas là tăng 12,9%, Rochester, New York là 12,2%, Alabama là 10,4%, Nashville, Tennessee là tăng 9,9%. Có những nơi tăng, có những nơi giảm. Danh sách mới giảm nhiều nhất ở cái danh sách mới nó tăng, nó giảm là ở những cái khu vực mà quý vị các bạn thấy rằng Đức Đức Vũ chia sẻ với quý vị các bạn đó, là những cái nơi mà nó bùng phát lên thì bây giờ nó sẽ giảm. Ví dụ như là ở Bose là giảm 57,4%, Winboro 5,2%, Tacoma, Washington State là giảm là 48,5%, Seattle giảm 48,2%, Stockton ở Cali là giảm 47,5%. Và những cái nơi mà ít giảm các bạn, cái này là doanh số ít giảm, ví dụ như là ở
Mark Allen Texas là giảm có 3,5%, thôi Detroit giảm 7,6%, Albany New York giảm 11,1%, Norfolk Florida giảm 11% và Rochester là giảm 13,9%, đúng không? Rồi bây giờ tới xem cái nguồn cung nó làm sao các bạn. Nguồn cung thì nguồn cung bây giờ nó giảm là người ta không bán nhà nhiều các bạn ha, không bán nhà nhiều, và cái danh sách mà nhà xây mới nó cũng tung ra thị trường ít. Thì các cái phân tích trước mình nói rồi, do giá cả, do nguyên vật liệu, do tất cả các thứ, lạm phát, nhân công nó tăng, thì cái sự, bây giờ mình xem danh sách nhà đang hoạt động tăng, danh sách đang hoạt động là tăng mạnh nhất ở một số so với một năm trước, ở Norfolk 79,5%, Seattle 59,5%, Nashville 56%, Tampa là 55,5%, Fort Smith là ở Texas là 48,1%, giảm nhiều nhất ở Greensboro 28,4%, Wishwaukee 28,5% và Hartford là 28,4%, rồi New Haven giảm 18%. Các bạn thấy là đó là những cái nơi mà giảm. Thì hôm nay thì mình chỉ có cập nhật cho quý vị các bạn là một số các cái thông tin liên quan đến, và có cái điểm chính như thế này quý vị các bạn ha. Thứ nhất là dân số mà đang chờ xử lý, có nghĩa là cái nhà mà pending lần đầu tiên nó tăng trở lại ha. Tăng trở lại thì cái này mình nói hoài là do lãi suất, do tình hình kinh tế, thì nó dựa vào tình hình kinh tế. Và mình đảm bảo rằng trong tháng 1, có nghĩa là bây giờ nhà nó đã quay trở lại rồi các bạn. Nó đã quay trở lại rồi. Quay trở lại và giá nhà thì nó tăng khoảng chừng 1,1% là tính trung bình. Và giống như Đức Vũ nói đó, là có những cái nơi thì nó giảm, có những nơi thì nó tăng, và người ta tính hết toàn bộ các cái thành phố, các cái state lại, thì nó ra một cái giá trung bình trên toàn quốc. Các bạn là nói như vậy cho nó dễ, chứ vì các bạn là hiểu Đức Vũ là ông nói sao chứ, nhà chỗ này tôi tăng lắm, nhà chỗ kia tôi giảm. Dạ đương nhiên có những cái nơi thì tăng, có những cái nơi thì giảm, đúng không các bạn? Rồi nó ảnh hưởng tới công ăn việc làm, thì đầu năm thì có nhiều hãng sa thải, nhưng mà cũng có nhiều hãng tuyển dụng các bạn, thì đương nhiên cái số lượng sa thải thì nó nhiều ha. Thì hy vọng mình sẽ cập nhật thêm một số những cái thông tin tiếp theo. Thì hiện tại rất là nhiều thông tin các bạn, nhưng mà mình xin lỗi quý vị các bạn là mình không có nhiều cái thời gian để cập nhật lên quý vị các bạn. Đúng ra cái này thì mình đã chia sẻ ngày hôm qua hôm kia quý vị các bạn ha, nhưng mà mong quý vị các bạn cũng thứ lỗi cho Đức Vũ, bởi vì có nhiều người nói là những cái thông tin thì nó đi chậm đi nhanh, nhưng mà không sao các bạn, bởi vì đây là cái dữ liệu của tháng 12, và các bạn thấy rằng tháng 1 mình đã cập nhật cái tuần trước rồi, thì mình sẽ đưa ra cập nhật thông tin của cái tuần, bởi vì nhìn cái tháng các bạn, nhìn cái tháng thì chúng ta sẽ biết được là sắp tới nó như thế nào, và nhìn thấy thì chắc chắn là bây giờ nhà nó đang hot trở lại các bạn. Mình không phải là mình hy vọng nữa, mà mình thêm các cái số liệu thì Đức Vũ thấy là như vậy. Thì không biết quý vị các bạn định như thế nào, bởi vì mỗi cái vùng mỗi nơi nó cũng sẽ khác, và mình cũng rất là mong nhận được những cái đóng góp ý kiến của quý vị và các bạn. Hy vọng rằng những cái thông tin này nó cũng sẽ giúp ích cho quý vị các bạn, để chúng bạn thấy được rằng sắp sửa là nhà nó sẽ tăng trở lại đó, chứ không phải là giảm đâu. Và cái lãi suất thì nó giống như mình dự đoán trong những cái video mà dự đoán, thì mình thấy nó đang đúng các bạn ha, đang đúng, nó đang ở mức 6.1, 6.2, 6.3, ví dụ vậy. Thì hy vọng rằng những cái chấm đó nó sẽ tốt hơn, và mọi người sẽ có thể mua được cái ngôi nhà mới của mình. Còn giá thì mọi người mong chờ nó giảm, thì mình nghĩ rằng nó sẽ không có giảm, cũng như dự đoán thôi các bạn, nó không có giảm nhiều đâu. Ok, bây giờ thì Đức Vũ xin tạm dừng cái video này ở đây, và Happy Friday quý vị các bạn. Cầu chúc cho quý vị các bạn cùng với gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Tri ân và cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Và quý vị các bạn thấy cái video của Đức Vũ nó hữu ích thì vui lòng nhấn like và chia sẻ cho người thân và bạn bè cùng xem. Đặc biệt là những cái like của quý vị nó sẽ tạo cho Đức Vũ cái động lực rất là nhiều. Và ngoài ra thì các bạn biết rồi, cái thuật toán của YouTube thì nó phải like thì cái video nó mới được đề xuất quý vị các bạn ha. Và một lần nữa cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng với Đức Vũ, cuộc sống Mỹ tại DMV cũng như là kênh Đức Vũ USA. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye.